Chiều 19 tháng 10, lễ bế mạc khóa học đào tạo huấn luyện viên bằng B đã diễn ra tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khóa học gồm 24 thành viên, trong đó cựu tuyển thủ Quốc Vượng là lớp trưởng. Quốc Vượng từng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hòa Bình, thi đấu ở giải hạng nhất 2023. Mùa này, anh chuyển về làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công ở câu lạc bộ Hà Tĩnh. Chia sẻ tại lễ bế giảng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định, việc đào tạo huấn luyện viên sẽ tạo nền tảng phát triển bóng đá trẻ, góp phần giúp bóng đá Việt Nam nuôi giấc mơ World Cup. Thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tập trung đầu tư nhiều khóa học, chương trình, hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, phải cập nhật liên tục, kiểm tra giám sát quy trình đào tạo mới có nhân sự tốt. Khóa học đào tạo bằng B huấn luyện viên bóng đá diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 9 tháng 10 đến 19 tháng 10 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Phụ trách khóa học là ông Koshida Takeshi, giám đốc kỹ thuật của VFF. Sau thời gian học tập và rèn luyện, 24 học viên đã hoàn thành chương trình của khóa học. Kết quả của khóa học sẽ được AFC xem xét và thông báo tới các học viên trong thời gian sắp tới.